Quyền đặt bì thuộc về trong tay của con rat Vuxizin. Tất cả những viên bì ở trên bàn đều đang có đường riêng và thông tin đến cho các quý vị khán giả trong những cơ thủ có lối đánh nhanh, lối đánh cực kỳ nhanh và tốc độ ngược, trái ngược hoàn toàn so với phạm phương nam của chúng ta. Rồi, hình bì đang được mở ra dành cho tay cơ người Ba Lan. Thôi, thay vì xem Joshua Filler thì chúng ta hãy cổ vũ cho Phạm Phương Nam đi, đại diện duy nhất của Việt Nam. Tiếp tục là thành công đến từ con Radu Sijin, điều ra đường riêng con bi số 7. Sự nhập cuộc tốt hơn so với Phạm Phương Nam. Thành công dành cho tay cờ người Ba Lan, tỷ số được mở dành cho con Azu Sijin, người vừa kết thúc thành công con bi số 9. Cú phá của con Azu Sijin không có bi mục tiêu rơi xuống lỗ và con bi số 1 đây rồi, có đường riêng dành cho Phạm Phương Nam. Bắt buộc phải đánh sàn C, dùng con bi số 3 để làm phanh. Và thực ra thì cái lối đánh của Phạm Phương Nam và lối đánh của Konrad Zuschin là hai lối đánh khắc chế lẫn nhau. Với một cầu thủ có lối đánh nhanh, họ sẽ bị khắc chế bởi lối đánh chậm. Cú đánh vừa rồi của Phạm Hưng Nam là tạch cơ anh em ạ. Một cái lỗi phải nói là cực kỳ đáng tiếc. Lại đến lượt cái ông con Ran Jushi này tấu hài. Thôi thì mình xin vậy. Con bi số 4 sẽ được đưa về lỗ góc bên tay trái. Nào, con bi số 5 này đang khó điều, tự dưng lại có người. Tiếp tục thành công ở con bi số 5. Thì bằng chứng là Phạm Phương Nam trong cái năm 2024 vừa qua tại giải vô địch quốc gia, Phạm Phương Nam giành Á quân ở cả hai nội dung 9 bi và 10 bi. Rồi, hai con bi mục tiêu còn lại dành cho Nam Phạm. Rất chính xác. Đây rồi các bạn ơi, tỷ số được cân bằng một đều dành cho Phạm Phương Nam. Quỳ đằng sau con bi số 7 và sẽ phải tính toán cho mình một cú đánh an toàn mà thôi. Thôi thì lại của điên của thiên trả địa vậy. Rất chính xác dành cho con Ratu Sijin. Định làn vào lỗ góc rồi. Còn như chúng ta có thể thấy thì tay cờ người Ba Lan đang có một cái lối đánh hoàn toàn trái ngược so với Phạm Phương Nam. Đánh chậm đến đâu thì còn đang xung xì đánh nhanh đến đó. Đây rồi, con Dap Jusin đã gặp lỗi ở trong con bi số 8. Rất chính xác, kéo hai băng về.
Điều con bị số 9 ở vị trí đẹp nhất có thể. Đây rồi. 20 không, 21 dành cho Phạm Phương Nam. Cần phải tập trung vào con bi số 2 này. Quá chính xác đến từ Phạm Phương Nam. Nhưng mà ấy vẫn đỏ các bạn ạ. À, vẫn còn đường. Chém gãi bi số 7 ra. Rất hay đến từ Phạm Phương Nam. Dùng để làm phanh điều con bi số 5. Giời ơi. Đỏ bao nhiêu thì bây giờ đen bấy nhiêu các bạn ạ. Biết làm mic ok hơn chưa nhỉ? Hình như là má hơi thẳng, phải chô về, chô một băng ra. Cái lực quá chính xác đến từ Phạm Phương Nam. Vẫn có thể ép được một băng ra nhưng mà ôi, cái bàn nó bị lả các bạn ơi. Không được rồi. Một cú A băng suýt chút nữa thì còn bi số 6 nó rơi xuống lỗ, rất đáng tiếc dành cho Phạm Phương Nam. Hình như là vẫn còn một cái má có thể A băng. Thành công. 3 viên bi mục tiêu còn lại dành cho tay cờ đến từ Ba Lan. Còn Razushizin đã không hài lòng ở trong cái tình huống con bi số 6 vừa rồi. Và rất nhanh anh đã thực hiện cho mình một tình huống cân quá chính xác. Thành công của con bi số 8 và con bi số 9 sẽ được đưa về lỗ góc bên tay phải gần màn hình chúng ta. Chính xác. Còn Azucin tiếp tục vươn lên dẫn trước so với Phạm Phương Nam. Đại lý gần nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và màn thi đấu tiếp theo, người giành quyền phá bi đó chính là con Azucin. Một cú phá tiếp tục không có bi mục tiêu nó rơi xuống lỗ cả. Một tình huống cộng vào con bi số 5 nhưng mà Phạm Phương Nam lại không thể nào giữ được con bi số 2 ở cửa lỗ và anh phải đối diện với con bi số 2. Không được rồi. Và thậm chí là cũng không có may mắn nào dành cho Phạm Phương Nam cả. Thi đấu của giải China Open năm nay là một cái lỗ rất bé, mình xin nhắc lại là một cái lỗ cực kỳ bé. Nên là đánh đường xa nó rất dễ có sai số. Con bi cuối cùng dành cho con Razushizin. Thành công và tỷ số được nâng lên thành 4-2 dành cho tay cờ người Ba Lan. Sẽ là A1 băng, A2 băng, không ăn được con bi số 1 và thậm chí là con bi số 1 này vẫn đang để hở ra đường tấn công dành cho con Razushizin.
Rất chính xác, điều ra con bị số 3 ăn vào lỗ giữa. Rất chính xác. 4 con bi mục tiêu còn lại. Đây rồi, món quà dành cho Phạm Phương Nam đứng lên rất nhanh. Con bi số 9 này không phải là một con bi khó đâu. Rất chính xác, và điểm số thứ 3 dành cho đại diện Việt Nam của chúng ta. Cú phá của Konrad Zuszczyzyn lần này đã có bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Rất chính xác dành cho Phạm Phương Nam. Không được rồi, một cú ghép con bi số 9. Nhìn thế này thôi nhưng mà con bi số 4 để mà ăn vào lỗ giữa là một cái má cực kỳ hẹp. Như vậy là con bi số 4 tiếp tục còn nguyên má chạm dành cho Phạm Phương Nam, và thậm chí tôi đang nghĩ đến đường dò vào con bi số 9. Hay rồi các bạn ơi, một pha dò con bi số 9 cực kỳ hay đến từ Phạm Phương Nam. Sự là con Konrad Zuszczyzyn rất sợ những cơ thủ nào đánh chậm. Ví dụ như đánh nhanh như Joshua Fuller thì có khả năng là con Konrad Zuszczyzyn có thể ăn được. Con bi số 1 nguyên đường đã thành công ở trong con bi mục tiêu đầu tiên. Dựng một băng lên và điều vào lỗ giữa hay chăng? Ơ ơi! Vẫn rơi xuống lỗ. Tiếp theo sẽ là con bi số 6 hướng về lỗ giữa bên tay phải màn hình. Thành công. Hình bi đã được mở toang ra. Ba bi mục tiêu rất dễ dành cho con Konrad Zuszczyzyn. Tiếp tục là một cú trô thoát tay để có thể điều về con bi số 8 vào lỗ giữa. Trái ngược hoàn toàn với Phạm Phương Nam, Konrad Zuszczyzyn đang thi đấu với một tốc độ cực kỳ cao. Lần này cú phá của Konrad Zuszczyzyn đã có bi mục tiêu rơi xuống lỗ nhưng mà không đủ bếp rồi các bạn ơi. Con bi số 2 này vẫn còn đường riêng. Ui, vẫn thành công ở con bi số 3. Có một chút lắc lỗ nhưng mà không sao cả, con bi số 3 nó vẫn rơi. Nhưng mà hiện tại thì Phạm Phương Nam lại phải đối mặt với con bi số 4 ở một cái má tương đối vách. Rất chính xác đến từ Phạm Phương Nam, sửa lỗi thành công ở trong con bi số 4. Ui, không thành công ở trong con bi số 5 rồi, và cơ hội được trao lại dành cho ăn được con bi số 5 này thôi là có con bi số 6. Rất chính xác. Nếu như mà có lỗi thì chỉ có lỗi ở con bi số 7 này mà thôi. Đó, một tình huống cắt quá dày của con Konrad Zuszczyzyn. Không được rồi. Và có may mắn hay không? Thành công ở con bi số 7. Hai con bi mục tiêu còn lại. Để Konrad Zuszczyzyn có thể có cho mình điểm số thứ 6.
Con bi cuối cùng, con bi số 9 sẽ được kết thúc về lỗ góc bên tay trái. Không, chính xác hơn là bên tay phải. Ván thi đấu thứ 11, người giành quyền phá bi đó chính là Phạm Phương Nam. Cú phá của Nam Phạm có bi mục tiêu rơi xuống lỗ nhưng mà không đủ bếp hay sao? Không được rồi. Có lẽ sẽ không mất quá 5 phút để con Azuxin có thể đi hết cho mình 4 con bi mục tiêu còn lại này đâu. Chính xác là không quá 2 phút, 5 phút là hơi nhiều. Thành công và cuối cùng là con bi số 9 được đưa về cùng lỗ với con bi số 8. Rất chính xác. Điểm số thứ 7 dành cho tay cờ người Ba Lan. Lại tiếp tục là một cú phá không có bi mục tiêu rơi xuống lỗ không. Tôi nói hơi sớm, con bi số 1 nó đã rơi xuống lỗ dành cho con Radusizin rồi. Đã thành công. Hình bi lúc này đang quá là thoáng dành cho con Radusizin. Ngay cả những fan hâm mộ nào lạc quan nhất của Phạm Phương Nam cũng không thể nghĩ tới việc con Radusizin sẽ lỗi ở trong hình bi này cả. Đã thành công trong việc đưa được con bi số 6 rơi xuống lỗ. Nếu như mà ai theo dõi con Azuxizin từ lâu thì chắc hẳn đã quá quen với việc con Azuxizin đánh nhanh như thế này rồi. Tình huống thấp đầu cơ và trô lại một chút để có thể ăn con bi số 9 vào lỗ giữa. Vâng, một ván thi đấu đi chấm mà mất chưa đầy 2 phút đồng hồ của con Azuxizin. Thành công 8-4 dành cho tay cờ người Ba Lan. Lần này cú phá của Phạm Phương Nam là một cú phá đủ bếp, một cú phá golden break các bạn ơi. Sẽ tiếp tục là cú phá của con Azuxizin ở trong ván thi đấu gần nhất mà tay cờ người Ba Lan phá. Anh đã thực hiện cho mình một ván bàn đi chấm. Và để xem lần này thì sao đây. Có bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Con bi số 2 vẫn có thể ăn được vào lỗ góc bên tay trái phía gần màn hình. Quá chính xác ở trong con bi số 2. Bốn con bi mục tiêu còn lại và có lẽ là sẽ là cái chấm tiếp theo dành cho con Radusizin rồi. Hai chấm ở trong hai ván thi đấu liên tục. Liệu rằng con Radusizin có phải là đã tìm ra được cú phá ở trong cái thể thức này hay không? Con bi số 9 cuối cùng sẽ được kết thúc về lỗ góc bên tay trái gần màn hình. Rất chính xác, điểm số thứ 9 dành cho tay cờ người Ba Lan. Nào, chúng ta cùng đến với cú phá tiếp theo của Phạm Phương Nam. Liệu có phải là golden break nữa hay không? Lần này thì con bi số 9 nó không chạy vào lỗ rồi. Và cú phá của Phạm Phương Nam thậm chí là còn không đủ bếp. Thì chắc chắn rằng Phạm Phương Nam sẽ có một vé về Việt Nam. Ép một băng ra.
Đây rồi, trận đấu của chúng ta đã được quay trở lại và Phạm Phương Nam chỉ cách chiến thắng hai viên bi mục tiêu nữa thôi là sẽ có điểm số ở trong ván thi đấu này. Con bi cuối cùng, con bi số 9 sẽ được kết thúc về lỗ góc bên tay trái gần màn hình. Chính xác, 96 dành cho không biết tại sao nhưng mà người Việt Nam chúng ta lại có duyên với con số 3993 thế không? Rồi điều ra để ghép 39 nhưng mà hơi nhạy lực, cái má này là một cái má khó. Không được rồi các bạn ơi. Không được rồi. Và con bi số 3 đã ra phơi dành cho con Azucizin. Đã thành công ở con bi số 3 nhưng mà con bi số 4 này rồi không được rồi, ý đồ tấn công ở trong con bi số 4. Rồi sút tê không thành công ở trong con bi số 5 và đã ra phơi. Phơi con bi số 5 dành cho con Ratsuxizin nhưng mà đây vẫn là một cái má mỏng. Cân, quyết định của con Ratsuxizin là cân. Chém con bi số 5 vừa rồi là vô cùng nguy hiểm. Quyết định cân của con Ratsuxizin là một quyết định vô cùng sáng suốt. Và hình bi đã được mở ra dành cho tay cờ người Ba Lan, hơi mạnh lực ở con bi số 7. Sẽ tiếp tục phải sửa lỗi ở trong con bi số 7 này mà thôi. Chạy đạn hay là cân đây? Quyết định là chạy đạn. Quá chính xác. Một cú đánh phải nói là quá chính xác của con Datsuzin. Đấy là lý do vì sao mà tay cờ người Ba Lan đang dẫn trước Phạm Phương Nam với tỷ số là 9-6. Rồi con bi số 9 này không thể nào trượt được. Thành công và điểm số thứ 10, điểm số hưu dành cho con Ratsuzin. Tôi thề với anh em là nếu như mà Phạm Phương Nam giành chiến thắng ở trong trận thi đấu này là tôi sẽ lên mạng tôi sủa ngay. Một pha sút tê hợp lệ nhưng con bi số 2 nó đang mở ra đường tấn công dành cho tay cờ người Ba Lan.
Thành công của con bi số 5 hơi lắc lỗ một chút. Ba con bi mục tiêu còn lại dành cho tay cờ người Ba Lan. Con bi số 8 nó đang có một chút tình huống nho nhỏ. Rồi rồi, không đuôi dành cho con đá đúc xì xin. Và thậm chí là còn có đường riêng cơ các bạn ơi. Rất chính xác, và con bi cuối cùng. Thôi cất gậy đi thôi. Xin chúc mừng cho con Conrad Zuxigin đã giành chiến thắng ở trong trận thi đấu với tỷ số chung cuộc là 11-6.